quý vị, sau những ngày mưa thì thời tiết Quảng Ngãi hôm nay thật đẹp. Trời mát mẻ lúc sáng sớm và hưởng nắng nhiều hầu khắp khu vực từ trưa về chiều. Nhiệt độ tăng so với ngày hôm qua, dao động ở mức từ 24 đến 27 độ C. Tuy nhiên sang đến ngày mai thì trời có mưa trở lại. Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường, dự báo thời tiết Quảng Ngãi ngày mai trời vẫn âm u và có mưa phùn ẩm ướt vào đêm và sáng sớm. Khả năng từ trưa về chiều trời nắng yếu. Thời tiết khả năng có nắng đẹp trở lại vào ngày 13 tháng 1. Khu vực thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn nhiều mây, có mưa rào nhẹ hưởng nắng. Trung tâm thành phố Quảng Ngãi mây thay đổi đến nhiều mây, nắng yếu, ngày có mưa. Thị xã Đức Phổ có mây, mưa rào sáng sớm. Thị trấn Ba Tơ ngày có mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, mưa rào, nắng gián đoạn. Huyện Lý Sơn ngày có mưa rào nhẹ, nhiều mây hưởng nắng. Những chậu hoa màu gà rực rỡ được nhiều người ưa chuộng để trưng tết trong những năm gần đây. Tuy nhiên phải tốn nhiều công chăm sóc, nhưng phụ thuộc nhiều vào thời tiết mới cho ra những bông hoa nở đẹp, đúng dịp Tết. Mấy hôm nay trời ẩm ướt nên các nhà vườn không cần phải tưới nước nhiều. Kinh nghiệm là màu gà là loại có bộ rễ ăn ngang, nên chỉ xới cây lúc nhỏ, cây lớn thì không vung xới nhiều, sẽ làm đứt rễ. Khi cây cao khoảng 30-40cm thì nên bấm ngọn. Sau khoảng 65-70 ngày, hoa màu gà sẽ nở hoa. Đặt chậu hoa ở nơi có nhiều ánh sáng để cây quang hợp và cho hoa rực rỡ. Chuyển sang thông tin thời tiết trên biển. Do ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông bắc nên đêm nay và ngày mai ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa. Cường độ gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sóng biển cao từ 2-4m, bà con hoạt động khai thác hải sản khu vực này cần chú ý. Từ ngày mai, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, gió cũng mạnh lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động. Cập nhật thông tin thời tiết khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 10 ngày tới. Từ đêm nay đến ngày mai, phía Bắc khu vực Duyên Hải miền Trung có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trời lạnh. Phía Nam khu vực có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 1, khu vực có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc khu vực đêm và sáng sớm trời lạnh. Từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 1, phía Bắc khu vực có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết cho một số tỉnh, thành phố trong nước và thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Hà Nội nhiều mây, sáng sớm có sương mù, trời lạnh trở lại với mức nhiệt duy trì từ 15 đến 19 độ C. Thừa Thiên Huế trời se lạnh, có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ C. Đà Nẵng có mây, nắng gián đoạn, có mưa vài nơi, lạnh về đêm, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ C. Lâm Đồng trời nắng nhiều, đêm có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 30 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, trời nắng ráo, có nắng hơi nóng, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ C. Nhằm chào đón năm mới 2022, mang niềm vui đến cho khách hàng sau một năm đầy khó khăn thử thách khi đối mặt với đại dịch COVID-19. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam triển khai chương trình Xuân Như Ý với vô vàn quà tặng và ưu đãi ngập tràn dành cho tất cả các khách hàng thực hiện giao dịch tại BIDV trong thời gian từ ngày 22 tháng 12 năm 2021 đến hết ngày 21 tháng 1 năm 2022. Với tổng giá trị giải thưởng lên đến trên 1 tỷ đồng như sau. Một giải nhất, xe ô tô Toyota Vios 1.5e trị giá 500 triệu đồng. 10 giải nhì, mỗi giải là một Smart TV 43 inch trị giá 10 triệu đồng. 20 giải ba, mỗi giải là 5 triệu đồng tiền mặt, chuyển khoản vào tài khoản của khách hàng, cùng hàng ngàn giải thưởng tiền mặt hấp dẫn khác. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ BIDV Quảng Ngãi, số 56 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi. Điện thoại 0255-3174-868, máy lẻ 741-743 hoặc các điểm giao dịch của BIDV Quảng Ngãi.